mẹ sẽ tin quá trời luôn, mẹ là dễ nhất trên đời luôn á. Mẹ thương con á, dạ. Mẹ hiểu tâm lý á, cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua, hoặc là mẹ nhắc khéo, hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em. Nhiều khi không biết chồng có nói hay không, không biết. Nhưng mà hôm nay cô có dịp lên đây thì cô có dịp nói. Dạ. Nói cái gì mà cô bỏ trong bụng bây giờ nói ra. Đúng rồi, phải dạy. Dạ. Dâu là phải dạy. Thì đúng rồi, mẹ là mẹ thì mẹ thấy con mẹ giờ mẹ phải lo rồi. Mẹ phải đau lòng rồi. Đừng ăn hiếp chồng con quá. Con hiếp không? Chắc cũng có, tuổi dần mà. Chú Linh, chú tuổi dần mà. Dạ, cô là tên Nguyễn Thị Thanh. Dạ. Cô sinh 1967. Dạ. Cô ở Phước Hải. Phước Hải, Long Hải đó hả? Dạ. À. Con chào chú Hiền Linh. Em chào chị Lê Lộc. Chào khán giả. Em là Dương Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1998, quê của ở Đồng Tháp, hiện tại anh ở Sài Gòn. À, Nhi làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ con, em làm được 2 tháng. Mới hả? Nhưng mà quen mẹ từ lâu rồi, hơn năm rồi. Con dâu mới tin luôn á. À, ủa chứ mà sao cái mối lương duyên gì mà gặp mẹ trước năm rồi là sao? Trước á là thằng con trai có quen một người. Quen người đó cũng được mấy năm rồi, chuẩn bị đi về quê hỏi cho. Nhưng mà sao hai đứa không thích hợp chia tay nhau. Thấy con buồn quá, mẹ mới nói thôi con kiếm cuộc tình mới đi con. Sau cùng là dắt cô này về. Cô này về thì thấy cô lanh lợi, cũng dễ thương. Dạ. Cũng dễ cưng. Còn không biết Nhi thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng đó, ấn tượng điều gì? Mẹ lần đầu tiên là gặp mẹ thấy mẹ nhìn em á, nhìn từ trên xuống dưới. Mẹ có giật mình, mẹ nói một câu: con sinh tuổi gì? Em nói em sinh tuổi cọp. Cái mẹ nói chết rồi, tuổi cọp chắc nửa giờ giật gà chết quá. Tại chồng em tuổi gà nên là sợ giật chồng em. Rồi sau đó làm dâu. Dâu nó có dễ thương như lúc ban đầu mới gặp không? Có, nhưng mà không biết nha. Mẹ làm cho hết, mẹ thấy là con dâu thì phải ra hoài bưng chải. Dạ. Ở đôi khi con có bực mình. Bực mình nhưng mà trong lòng không để được lâu. Nhưng bực mình có nói cho nó nghe không? Cứ gặp đầu nói. Tại sáng lên là dâu đã đi rồi, tối dâu mới về. Thì một tuần lễ chỉ gặp dâu được bảy thứ bảy chủ nhật. Thì mẹ nói thôi có chuyện nó cũng không gì, thôi phải làm. Cứ làm đi, sức khỏe có là nên thương dâu mà. Còn nàng dâu thì sao? Có dạ. Cảm thấy là mình hợp với mẹ điều gì không? Có, em hợp mẹ nhiều thứ. Mẹ sẽ tin quá trời luôn. Mẹ là dễ nhất trên đời luôn á. Là mẹ ăn dọn nè, mẹ hát cũng hay nè, mẹ thương con á. Dạ. Mẹ hiểu tâm lý á, cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua, hoặc là mẹ nhắc khéo, hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em. Nhiều khi không biết chồng có nói hay không, không biết. Nhưng mà có bao giờ mẹ buồn nàng dâu mà mẹ không nói không? Tại vì mới quá. Có một kỳ cái ngày mà chuẩn bị đám cưới á. Dạ. Là nó hẹn cái ngày là cái nhằm ngày 23 bên đàn gái làm trước. Dạ. Thì tháng đó kịch liệt đứng lên: con có chịu ngày 23, con có chịu ngày 23, chuyển qua nhà khác cho con đi. Sao vậy? 23 ngày không tốt chị. 23 kỵ ngày 23. 14, 23 đó. Câu ông bà ta ngày xưa nói mấy đó. Cái ngày đó là em kỵ, cho nên là thà chọn rồi chọn ngày nào cũng được. Ủa nhưng mà sao mình lại chọn ngày 23 cô? Tại vì bên đàn gái đẩy trước, bên đàn trai rước dâu. À. Nhưng mà con mình tí là nghĩ là đàn gái không có quan trọng. Dạ. Mình nghĩ là rước dâu là quan trọng. Vậy là con dâu không chịu, la lên bắt đầu ngày mai biết lỗi, xin lỗi mẹ. Vậy cũng thấy được. Cuối cùng có làm ngày 23 không? Không. Giờ thương con dâu rồi. Nói chung là con dâu cũng sợ ngày đó không tốt, rồi nữa về làm dâu cũng tốt thôi. Nhưng mà mình còn nhỏ mà mình về mình làm dâu vậy, mình có gặp khó khăn hay là áp lực điều gì không? Em thấy cũng bình thường à. Tại em còn nhỏ quá, em cũng đâu biết gì đâu. Nhiều khi mà mẹ giận cũng không biết sao mẹ giận luôn. Nhưng mà những cái lần đó mẹ cũng phải nên nói cho dâu, tại vì dâu còn mới quá, không hiểu ý mẹ. Nhưng mà hôm nay cô có dịp lên đây. À. Thì cô có dịp nói. Dạ. Nói cái gì mà cô bỏ trong bụng bây giờ nói ra. À, đúng rồi. Phải dạy. Dạ. Dâu là phải dạy. Dạ, đúng rồi. Dâu là giống như con gái của mình. Mình phải dạy. Bên phía Suya gái á, có một người con gái thôi. À. Nên được cưng. Được cưng. Rất là cưng. Bữa đó hai vợ chồng tổ chức về thăm ba mẹ. Dạ. Cô mới gọi điện thoại, cô cũng muốn hỏi thăm chị Xui. Yeah. Cô nói gọi đi. Thấy chị cầm cái điện thoại, chị nói: mẹ hay gì mẹ?
ủa mẹ con đâu? Dạ. Nó mẹ con đang ngồi lặt đậu nấu chè. Ủa sao con không xuống phụ mẹ con, để một mình mẹ con làm vậy? Cừ nghe răng cừ thôi. Thế là chị Xuân ngồi sau nghe tiếng. Thôi chị, để cho con nghỉ ngơi đi, để em làm cho. Thôi rồi, bỏ tài. Bỏ tài. Nhà mẹ ruột cưng quá rồi. Cưng quá, có đứa con lặt đậu á chú. Cháo chè đậu, đậu trắng á, mà lặt mấy cái đen đen ra nè, lặt ra hết luôn. Là từng hộp một giống như tắm vậy. Ngàn tắm mình lặt hộp từng hộp mình nấu cho con. Mà sao em tự nhiên xúc động vậy? Thương mẹ. Mẹ nhớ mẹ đó. Ừ. Nhớ. Chính ra có những người con á, thấy mẹ thương rồi cũng không làm gì luôn. Nhưng chính ra càng mẹ mình càng thương mình á, mình lại càng cố gắng học làm nhiều hơn nữa để có thể giúp mẹ sau này. Còn hai mẹ con về mua sắm, về ăn uống, về họp, có họp gì nữa không? Khéo lắm. Cứ mà mẹ nấu cái gì à? Mẹ nấu ngon quá. Cái gì của mẹ ngon quá. Mà thôi giờ biết rồi, biết cô ta nịnh mình rồi thì thôi, buông xuôi làm thôi. Vợ nói sao vợ? Yeah. Cái gì cũng khen á. Sinh nhật mẹ thì cũng biết mua quà cho mẹ. Lần đầu tiên mua đôi dép. Yeah. Không hỏi mẹ mang số mấy. Mua đôi dép gì mà mang gì nó bự quá trời bự luôn. Ôi đôi dép này sao mẹ mang vừa con. Nói thôi con đi đổi khác cho mẹ. Yeah. Rồi cũng mua cho mẹ cái áo. Yeah. Thấy cái gì thích là mua cho mẹ. Thấy cũng có hiếu thôi cũng được rồi. Mình thấy vậy cũng diễm phúc rồi. Vậy là cũng biết nhiều đó con. Dạ. Mẹ con nó còn không biết gì hết. Còn về cái khoản mà làm đẹp á, hai mẹ con mình gọi là có cùng chung quan điểm không? Chung gu luôn, gọi là trời sinh một cặp luôn nhau. Như chú nhập nước luôn á. Ừ. Là đi sơn móng tay, làm tóc, mẹ tóc này đẹp không con? Thấy em đánh má hồng á. Dạ. Cái má nó thôi con đánh má hồng giùm mẹ đi cho nó hồng cho nó đẹp. Em cũng đánh luôn. Vậy thì không biết hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chắc có khẩu vị đồ ăn thôi. Đồ ăn thì tại vì mẹ Vũng Tàu, em miền Tây á, cho nên là không có hợp vị nha thôi. Nhưng mà chăm chế ăn vẫn được. Nhưng mà cô ơi, nàng dâu này á, có điểm nào mà cô chưa hài lòng không? Có. Phải có chứ. Dạ. Điều thứ nhất là về thấy mẹ mình làm cái gì ở nhà vô phụ mẹ. Dù là mẹ nói thôi con đừng có làm, nhưng mình vẫn phải làm. Dạ. Đó là cái điểm đó. Dạ. Điều thứ hai, Lì. Nói hoài con ơi, nếu á đi hai vợ chồng mà con mặc đồ kính, mặc đồ hở hở không nói gì. Yeah. Con đi trong gia đình á, con mặc đồ đừng có hở con ơi, mà cứ hở hoài. Tại có mấy cái quần mà nó nhìn nó đẹp đẹp đi xích cái kiểu, em thấy cũng thấy thích. Em mặc đại lên cho nó đẹp đẹp theo trend người ta. Điều thứ ba, ăn nói thì không suy nghĩ, muốn nói là nói thôi, không biết người đó có buồn hay vui không quan trọng. Nhưng mà khi mà nhận là biết mình sai, là biết xin lỗi, thì cái đó cũng là mình cũng thấy là được cái chỗ đó. Mình xin lỗi, biết nhận được điểm. Xin lỗi hoài cũng mệt lắm. Sao còn tức là còn không biết hay là còn chưa biết? Con không biết thiệt. Chồng con cứ dặn là đánh lỡ, em cứ đánh lỡ 8-7 lần gì đi. Rồi em hãy nói ra. Cái con của một em cũng đánh lỡ mà con ngồi suy nghĩ 15 phút đồng hồ. Rồi con mới nói. Mà con nói dẫn con không hiểu. Thì con có điều gì cũng nói mẹ, có những gì mà đó giờ không dám nói không? Có. Có cái này giấu. Xin lỗi mẹ trước, đàn không thân mẹ buồn. Dạ. Cũng đều lưỡi rồi, uống mình. Uống lưỡi chưa? Là chuyện chăm chồng con. Chồng con vừa khi mà nặng việc, ổng xì chết quá, cho nên là ổng ốm. Mà hỏi rằng chồng cũng trở qua, cái mẹ nói sao mày không chăm chồng mày gì hết mà chồng mày ốm quá à. Con mới nói là con cũng chăm chồng con, ăn đều đặn đầy đủ, chăm ổng quá trời luôn mà ổng ốm. Rồi mong mẹ là mẹ thương con nhiều hơn là thương ổng một xíu. Tại vì con cũng chăm ổng mà ổng cũng phải chăm con nữa chứ, phải chăm qua chăm lại. Nhiều khi mà có tầng không về nhà, 2-3 tầng sau mới đem về nhà. Mập mới đem về nhà. Ờ vậy đó hả? Dạ. Thì đúng rồi, mẹ làm mẹ thì mày thấy con mẹ giờ mày phải lo rồi. Mẹ phải đau lòng rồi. Đừng ăn hiếp chồng con quá. Con hiếp không? Chắc cũng có, tuổi dần mà. Tuổi dần mà. Theo con thì thời gian sắp tới con phải làm gì để có thể cái mối đương nhiên tình cảm với mẹ chồng nàng dâu nó gắn chặt hơn? Con thì chắc con chừng nữa con về nhà con nấu cơm cho mẹ. Con đụng gì con làm đó cho mẹ, chứ lại là lựa lời lại xíu. Con biết là con lựa lời nhưng mà nhiều khi con không biết nó là sai. Hai mẹ con có giao lưu Facebook với nhau không? Có.
Thấy mẹ mà đứng ca là bấm tim, thả tim quá trời tim luôn. Đâu dám đâu, phải vô thả tim thôi mẹ ghim. Bởi vậy mẹ cứ đăng hình gì cái like. Hoặc là nhiều khi like xong rồi phải bình luận. Nhiều khi mà ngày hôm đó cách ngày hai ngày không like thả tim, cái mẹ cũng không có liên hệ, mẹ buồn buồn. Cũng phải quay đời là hiểu ý mẹ. Bữa nào dám like xíu. Bữa nào nha, chú ở Linh biết không, bữa nào mặc đồ đẹp là đưa lên liền cái dấu khen. Ôi trời ơi, bữa nay mẹ đi đâu mà mẹ nhỏ màu tóc mà đẹp quá vậy mẹ. Mẹ mặc đồ đẹp quá mẹ là thấy thích. Tại vì có tuổi mình giờ ai khen là mình thấy thích rồi. Không like là mệt lắm á nha. Mẹ chồng nàng dâu giận nhau bởi vì không like đó. Like cũng phải thả tim. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mới cưới nhau chắc cũng không có chuyện gì nó mâu thuẫn căng thẳng lắm, chỉ thấy là vui lắm rồi. Bây giờ thì chồng con có gửi chương trình một bức thư để chú đọc coi chồng con nói gì đây. Gửi mẹ với vợ tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin vừa vui mà vừa lo. Vui vì anh xem cũng nhiều tập của chương trình rồi, có nhiều tình huống hài hước xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ chồng và em mà anh chưa biết, nhưng cũng lo lắng vì không biết câu chuyện của mẹ và vợ sẽ diễn ra như thế nào, các khúc mắc có được gỡ bỏ hay không. Em à, anh biết đôi lúc vợ cũng giận mẹ lắm vì không công bằng thương anh hơn là thương em. Lo lắng chăm sóc anh, dặn vợ lo chăm sóc cho chồng nhưng không quan tâm và để ý tới cảm xúc của vợ. Nhưng nhiều khi không có vợ, mẹ cũng hỏi thăm vợ. Anh biết mẹ cũng thương vợ nhiều lắm nhưng vợ cũng không khéo cho lắm trong việc chăm nom nhà cửa, dọn dẹp trong nhà, nên đôi lúc anh thấy mẹ không được vui nên vợ phải chú ý hơn nữa nhé. Và cũng mong mẹ chia sẻ nhiều cho vợ chồng con, đặc biệt là vợ con chú ý hơn. Mẹ ơi, hôm nay thấy mẹ và vợ cùng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con thấy vui lắm. Đây là cơ hội mẹ và vợ có thêm những kỷ niệm vui vẻ, thông qua chương trình sẽ hiểu và đồng cảm yêu thương nhau nhiều hơn. Vợ ơi, thật là tuyệt vời khi vợ chủ động đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc vợ và mẹ có một buổi ghi hình thật nhiều niềm vui nhé. Sau cùng, gửi lời thăm chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình em tham gia buổi trò chuyện ý nghĩa này. Chúc cho chương trình mãi thành công và phát triển ạ. Hết. Sao? Thấy bức thư của anh chồng cảm thấy như thế nào? Rung động không nhận ra chồng. Ủa, chồng em đi hả? Vậy Nhi muốn gửi gắm gì đến mẹ chồng? Em muốn mẹ với em là thông cảm nhau hơn, rồi hiểu nhau nhiều hơn. Còn mẹ muốn chụp hình selfie check in rồi sắm ăn dọn gì á, con làm hết cho. Để con make set up cho mẹ hết cho, con làm được hết. Cảm ơn con. Mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con là chỉ sửa lại cách ăn nói thôi, chứ con là thấy ok rồi. Dạ. Không phải, bản chất cô này có duyên đó. Nhưng thôi, nói nhẹ nhàng là chút xíu. Dạ. Ha. Chúc mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và em một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình. Cô cũng cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn cô. Con xinh quá. Chú Hồ Linh đẹp trai quá. Cảm ơn nha. Dạ, con cảm ơn chương trình. Trời, chúc mọi điều may mắn nha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Dạ, tạm biệt. Một câu chuyện nhẹ nhàng thưa quý vị. Họ mới gặp nhau, ở chung nhau chỉ mới 2 tháng thôi, vẫn còn một cái con đường rất dài. Hy vọng rằng thông qua Mẹ Chồng Nàng Dâu, hai mẹ con tiếp tục có những câu chuyện chia sẻ thẳng thắn với nhau. Dạ. Để yêu thương nhau đến cả cuộc đời này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Có những lúc mình đi làm về trưa đó, rồi đói bụng đi, mà con nó không có nấu cơm, buồn, nuôi hổi nấu mì ăn. Ba thích cho con đồ ngủ chung rồi tối nói chuyện rồi vậy đó. Riêng đó. Dạ, không có cho ngủ riêng. Ủa? Kính thưa quý vị, ứng dụng Lên Lớp sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên Net Lớp.
Nét lớp kết nối tình yêu. Xin mời. Wow. Dạ chào chị. Dạ con chào chú. Hai mời chú ngồi. Dạ xin mời. Dạ. Chào anh Nguyễn Linh và cô Lê Lộc. Là cha. Ba chồng. Dạ. Cha chồng con dâu. Dạ. Wow. Hiếm khi thấy ba chồng con dâu lắm nha. Nào giờ là mẹ chồng không hả? À? Có một hai lần gì đó. Dạ, dạ hiếm. À, bây giờ xin mời mình giới thiệu về mình. Xin giới thiệu với anh Quỳnh Linh và cô Lê Lộc. Dạ. Tôi là Trần Văn Tài ở Đức Hòa, Long An. Dạ. Hôm nay được rất vui được tham gia chương trình. Dạ. Là kính chúc cái chương trình thật sự may mắn. Đức Hòa mình làm công việc gì á? Nói chung là nó thì mình cũng làm ruộng, trồng đậu phộng, chăn nuôi bò. Chứ cũng không có nghiệp nghề gì hết. Tức là cũng gần đây, giáp Bình Chánh ha. Dạ đúng rồi. Dạ, xin mời chị ạ. Lời nói đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Chào khán giả, con tên là Hải Yến. Hôm nay con 24 tuổi, con cùng quê với ba chồng con luôn. Đức Hòa vậy là gần nhà nhau hả? Dạ, nhưng mà cách có một cây cầu thôi. Con thì Đức Huệ, ba thì Đức Hòa. Đức Hòa, Đức Huệ, sát bên nhau thôi. Dạ. Mình làm dâu của ba được bao nhiêu lâu rồi? Nếu mà nói làm dâu mà chính thức thì làm dâu của ba được 4 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cha chồng gặp con dâu mình á, có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Lúc mới gặp lần đầu tiên á thì mình cứ tính là bạn bè của con mình thôi. Bạn bè của con cũng đông lắm mà mới đầu lúc đầu mình tính bé nào như bé nấy thôi. Dạ. Mình cũng tiếp đẩy y nhau thôi chứ mình không có phân biệt là người nào sao sao hết á. Dạ. Rồi tới chừng mà con nói là đó là bạn gái con. Lúc đó mình mới tách ra, mình để ý bé này chứ nhiều hơn bé này kia. Ví dụ như mỗi lần người cha mình để ý và nó làm gì ra. Coi cái cách sống của nó, cách ăn nói chuyện không có gì, mình coi có hàm ý hay vừa lòng không. Con mình nó giới thiệu với mình là đó là bạn gái con, âm thầm theo dõi. Dạ. À, coi cái tình ý con bé này ra sao cái đã, nó chưa hết mình dám cưới con mình ha. Là lần lần là quen lâu ngày, mắm mến tay mến chân rồi, nói chung là thật sự thương thiệt. Thương thiệt đúng không? Nhưng mà lúc đó mình có ưng cái điểm nào chưa? Lúc mới về thì bình thường thôi, nhưng điều lần lần mình vừa bụng. Cô bé xinh đẹp, nó ăn giỏi lắm. Dạ. Còn mình thì ấn tượng điều gì khi mà lần đầu tiên gặp ba chồng? Thấy ba hiền, dễ gần, tính tình của ba thoải mái lắm chị. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi về làm dâu á thì nó lo gì cho cha chồng? Nấu ăn giỏi lắm. Sáng thì dậy hỏi ba mẹ ăn gì hay gì này kia rồi mày con sắp chết. Sáng mấy giờ con dâu thức dậy? Thường thường thí dụ như bữa nào mà không kẹt khách làm hay gì á thì dậy sớm. Có khi kẹt làm tới khuya thì phải để cho con nó dậy trễ chút. Còn bữa nào làm thì có khi ngủ tới 7-8 giờ luôn. Có bữa con ngủ tới 11 giờ luôn. Đại con làm thợ trang điểm á, có khi là con đi về sớm, đi dậy sớm á. Trang điểm khuya quá. Trang điểm con dâu này kia hả? Dạ. Ngày nó vất vả lắm. Nói chung phải mình phải thông cảm cho nó chứ mình cũng không có ép buộc con. Vậy sáng ăn nấu đồ sáng cho nhà chồng là cũng ngày giỏi mà. Khi nào mà con rảnh con không đi làm là sáng con dậy sớm con đi mua đồ ăn sáng rồi mua đồ nấu cơm. Hai mấy tuổi, 4 tuổi về là giỏi lắm mà biết suy nghĩ đó. Nhưng mà mình với ba chồng là hợp nhau điểm gì nè? Về hợp thì chắc có lẽ là cách ăn uống với lại thích hát rồi thích cứ nhậu vậy đó. Nhưng mà cái là nhậu vui rồi cha con rồi ra ngoài chơi rồi. Bao giờ thì con dâu cầm cái ly là vô chào. Trời ơi, hoài luôn á chú. Trời ơi, đám giỗ ở nhà luôn đấy. Ba, vô ba. Vô con. Lên đây, vô con. Cạn ly vô. Dạ, cạn luôn. Thôi rồi. Ba với con hợp lắm, hợp cách ăn uống rồi cái cách sống cũng hợp nữa. Cha con hát bài nào chung coi. Con hợp cỡ nào? Chắc con nhường cho ba con hát tại vì con với ba hai cái dòng nhạc nó lệch nhau. Dạ. Cái gì hả? Ba thì hát nhạc nhạc sến, nhân ca trữ tình đâu. Con thì chỉ có giật thôi. Thôi vậy thôi, tặng mỗi người bạn đi. Ba chứ thì ba. Tôi thì tôi chỉ dòm chữ tôi hát được chứ tôi không có thuộc. Trời, nó câu nào đó thuộc đi. Dạ. Anh Quyền Linh với cô Lê Lộc muốn tôi hát cổ hay hát nhạc? Hát cái nào mà chú thuộc á cho không, dễ chú không hát. Bây giờ tôi lên đây thì sở thích của hai cô tôi đã đi nghe cổ đi. Dân miền Tây mà Dạ. Được gọi là khi mình thử vô câu dòng cổ thôi đúng rồi mà có hay dở cũng đề nghị cho vỗ tay ha. Vỗ tay chú luôn vỗ trước đây. Em ơi tôi không phải kẻ tình si cũng không phải là lãng tử mượn đó đầu kia để tương tư hình bông mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quan
đâu. Hay. Hay à. Nói chung em chỉ mê hát nhiều ngao vậy thôi. Không, chứ hát hay đấy. Mình thích hát nhiều ngao chơi. Vậy cho nó vui cuộc đời, nó vậy vui đó. Nói chung con cái cũng hên, gặp được con dâu nó cũng mê. Rồi về có khi chiều chiều cái làm rảnh cái bữa nào không làm cái cha con thì cái cả nhà cái bày một cái tiệc nhỏ nhỏ cái banh ra cái bàn á, cái ngồi cha con hát nhiều ngao chơi cái xong cái nghỉ. Thấy không? Cha con bày cái bàn tiệc banh ra giữa nhà hát. Hát nhiều ngao chơi vậy thôi. Không, không những mà ba con hợp mà tới ba ruột của con với ba chồng con cũng hợp luôn. À, cũng hát luôn. Dạ, hai gia đình nói chung mà hợp với nhau. Trời, lắm, thích tinh thần nhân nghệ nó cao lắm. Luôn. Dạ. Con hát thử chú nghe. À, để con nhớ cái đoạn đầu cái đó. Có cần vô ly không? À, là con nhớ rồi. Chiều một mình trên phố năm xưa, lật bước giữa đêm đông người. Lại vùng lưng anh bước qua đây, rồi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và anh vẫn đam mê, đôi môi anh vẫn thở nào. Anh tình em còn ngấm ngấm cười thương nhớ cái đó thôi. Trời ơi, chiều mà vô ông già chồng với dâu rồi vô ba. Bữa nào mà ly xong rồi lâu lâu mà hát nhà, nhà con hát hoài à. Hát buồn lắm. Dạ. Có khi không thì nhiều cái cha con hát nhau gom lại với vợ chồng gom lại cái lâu lâu hai ba bữa có bài ra cái gì ví dụ lẩu hay gì cái mình ăn xong cái hát lắm nha, dễ. Bữa nào rủ Quyền Linh Lê Lộc xuống quốc chập nha. Nếu Quyền Linh với Lê Lộc tới nhà tôi thì chú Quyền Linh muốn qua cầu Vinh Sáng đi xuống dưới. Dạ sát bên hả chú à. Dạ có kỳ tối tụi con đứa phòng vậy nè, cái ba ôm cái đàn guitar đi gõ cửa từng phòng. Đấy, cái vừa đàn vừa hát vậy á. Dạ chú nói vậy đó, gia đình có cái máu nghệ thuật như thế thấy nó đỡ có căng thẳng nhiều hơn, đỡ áp lực hơn. Dâu nó lo cho ông già chồng dữ không? Cũng khá ổn, có mấy cấp cho già chồng. Bữa nào ví dụ mình ăn uống mà thấy ăn không được á, ba bữa nay muốn ăn món gì đổi món hay gì được, có cái là ví dụ sáng dậy hỏi bữa nay ăn cái gì, cả nhà mình ăn cái gì rồi được cái đó. Làm mấy cấp mà đúng không? Dạ. Có khi nào trang điểm cho ông già chồng rồi cắt dạ. Tay chân rồi lo rồi sắc đẹp cho ông già chồng không? Nói chung là quần áo thì có, ví dụ con không có nói ra mặt, ví dụ đi mua đồ nói cái này con thấy hợp với ba nè mẹ, đó cái là mẹ mua. Còn một lần make up thì chắc bữa nay là lần đầu tiên con được make up. Tại bình thường là ba con đẹp sẵn rồi đâu cần make up. Bóc khỏi make up rồi đó. Dạ. Bữa nào con về con make up cho ba một bữa cho đẹp bữa ha. Dỗ quả gì đó thử coi lên đồ của nó sao. Rồi ba con đám dỗ là chuẩn bị sẵn sàng lắm, ba con có mấy cái đôi ủng rồi ha, rồi nón cao bồi luôn ha. Mỗi lần mà bắt đầu bạn ba mà lơ lơ là bắt đầu thay đồ, cái là ra làm trang phục khác, hát bài khác liền. Trời ơi. Dạ. Nhiều ngao ở quê sớm chơi thôi. Chị hay rồi chứ tụi Linh hát đâu có bằng vậy đâu. À, chú Linh thử, chú Linh cổ tài cho bao nghe thân thử câu. Qua phượng đón ai mà nở ngay trước ngò, cánh nhỏ bay bay đậu đó sân trường. Hay quá. Dịu dàng nhìn ai hay soi gương đời mua hoa chín đỏ. Hiểu sai ước mơ dịu dàng nhìn em. Cũng tài tử thôi cho nó vui thôi mà. Con nhìn vô con thấy hai cha con này quá hợp nhau. Đúng luôn rồi. Như là hai cha con ruột luôn á. Chủ yếu là vui vẻ sống khỏe rồi chính. Dạ. Rồi. Có gì không hợp không con? Không hợp thì chắc là không có chú ơi. Thật sự luôn á là không có luôn. Kiểu như hôm nào mà con làm biếng không nấu ăn á, cái bời bữa đó mình ra ngoài mình ăn đi, bữa nay ăn cơm riết ngán quá. Cái là ba dắt cả nhà đi ra ngoài ăn. Không, chú thích á. Dạ. Thật sự chú thích một cái gia đình như thế. Dạ. Cha chồng hay mẹ chồng cũng như thế, vui cởi mở thông thoáng chân thành mộc mạc chất phát, những cái điều đó nó ngọt ngào lắm mà nó tự nhiên nữa con. Dạ. Hả, có bao giờ cha chồng giận con dâu không? Nói chung có hồi cũng giận. Có giận nữa hả? Giận là lý do vậy, có những lúc mình đi làm về trưa đó rồi đói bụng đi. Dạ. Mà con nó không có nấu cơm. Rồi quạo chứ, lúc đó đói là quạo lắm á, luôn hỏi nấu mì ăn. Nấu mì ăn là cái ăn xong rồi nằm rồi mình hút thuốc hay mình uống cà phê vậy đó, rồi mới suy nghĩ là tại con mình kẹt làm chứ không phải bỏ mình. Mà thật sự nó đang mất tăng điểm sao nấu cơm cho mình ăn được.
Ờ, thế đó suy nghĩ là thôi, dạ, cái đó cũng bỏ qua. Bữa nào giận quá, hát bài hết giận gì đâu. Cái đó là cái khi làm tới chiều xong, cái nấu mì ăn xong, cái đi làm tiếp xong, cái nói thôi, bữa nay cũng làm, đi kiếm một chút ít thôi, cha con mình đi ăn đi, khỏi nấu ba ơi. Dễ thương quá. Vậy thôi. Cái vậy con không thích tìm gì ở cha chồng con. Hình như là không có luôn á chú. Không có luôn hả? Hai cha con mình có biết được cái tật xấu của nhau không? Ba không có tật xấu, không có điều tối ba ngủ với chị ngái thôi. Cái nào ngái? Mình ngủ riêng là hồi đó thì kiểu như ba thích cho con đồ ngủ chung rồi tối nói chuyện rồi đó. Ngủ riêng đó. Dạ hả? Không có cho ngủ riêng. Ủa? Thì ngủ trong nhà trời cái ở dưới quê thường sàn này đúng không? Tối không muốn đứa con nào mà ngủ riêng. Chỉ có sau này cưới rồi bắt đầu mới tụi con mới ở riêng. À. Dạ. Mà không phải là riêng nữa, chung cái nhà vậy thôi. Ngủ phòng riêng thôi. Phòng riêng. Kiểu tối rồi trước tiên ngủ nói chuyện vậy cho vui. Rồi bây giờ tôi đang nuôi đứa cháu chắc ở 10 năm có rồi. Dạ. Đứa cháu đó cũng không có dính líu gì hết á. Là bạn của con tôi thôi. Tôi thấy nó khổ quá rồi tôi nuôi vậy thôi. Ba thương người lắm. Nuôi đang đi làm thôi. Tại bạn của con tôi. Thế nào nuôi hai này mới thôi nuôi nổi đâu. Nó đâu cũng ăn nhiều gì đâu. Thôi. Dạo này con làm khó khăn lắm. Đây là một câu chuyện rất là vui. Dạ. Linh nghĩ rằng là cha chồng với con dâu như thế là đã gắn cái tình yêu thương với nhau rất là chặt rồi. Dạ. Chúng ta thoải mái với nhau. À, có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau nghe. Để chúng ta thông cảm và yêu thương nhau. Nói chung là cha con từ hồi cưới về tới giờ cũng chưa có gì để nói với nhau hết á. Năm ba bữa mà không ăn chung không ca là tôi hơi buồn. Cảm ơn ông già già chồng. Rất nhiều dễ thương, rất là nghệ sĩ ha. Một cô con dâu rất là gọi là năng động, một con dâu rất là thông minh khéo léo luôn á. Tôi nghĩ rằng cái mối lương duyên giữa cha chồng với nàng dâu này là hay lắm. Dạ. Nói chung là cha chồng mà nhiều khi khó dạ. Gần gũi. Ba con dễ lắm. Nhưng mà đây là người cha chồng dễ, còn mẹ con có dễ như ba. Mẹ con dễ như ba luôn, dễ hơn luôn. Dạ, ngày nào cũng có niềm vui, dạ. Nụ cười hết ha. Dạ. À, một kỷ niệm gửi tặng gia đình lâu hát thấy người Linh với Lê Lộc cũng nhớ tham gia chương trình ha. Chúc gia đình chúng ta mãi trọn vẹn cái niềm vui như thế, yêu thương đông đầy. Xin kính chúc cho Quyền Linh và cô Lê Lộc gặp được nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào. Có dịp nào đi lạc lên đi quê hương nước Hòa cứ hỏi thăm nhà Hải Yến, cứ cần hỏi nhà của ông Ba Đô Múc Tài là biết nhà ba con liền. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng chú và em một ít quà. Rồi, đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Rồi, cảm ơn. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin cảm ơn chú và em đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chú. Thể gia đình nha, hôm nào có dịp người Linh Lê Lộc xuống chơi. Dạ, cảm ơn chú nha. Mình hát hãy muốn một bữa cho vui. Dạ, cảm ơn. Ta vừa đến với câu chuyện rất dễ thương quý vị. Và bao giờ tôi cũng muốn là những câu chuyện như thế này. Dạ. À, để có những cái hạnh phúc luôn đông đầy. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Ala Bio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy mạnh dạn đăng ký với chúng tôi, hãy đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu, bố vợ con rể để có thể tâm sự cùng Quyền Linh và Lê Lộc, xem như chúng ta là một nhà với nhau đi nha. Đây là giây phút mà chắc chắn rằng mọi người sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm rất đẹp trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.